mình phải phải hiểu bản chất của thiết kế, nó không phải là nghệ thuật, nó là bán nghệ thuật. Thì thật ra anh thấy cũng nhiều các bạn cãi với khách hàng để lại anh bảo vệ quan điểm của mình một cách thái quá, thì họ là người trả tiền mà, họ họ có quyền có ý kiến đúng không, mình chỉ là người thực hiện như họ thôi. Thường ở phim Việt Nam mình sẽ bán diễn viên là chính, gần đây thì có sự thay đổi nhiều hơn, họ chú trọng hơn về mặt mỹ thuật. Phim nước ngoài thì họ có những cái hệ thống guideline rất là khắt khe, cái thiết kế của họ ở một cái level hoàn toàn khác luôn. Để mà làm được poster phim thì nó rất là nhiều kỹ năng. Thứ nhất là về Anh Nguyễn Như Cương, anh đã bắt đầu làm cái nghề design từ năm 2015. Ngoài ra thì anh cũng có làm thiết kế những cái PVC cho chợ tốt, đặc biệt là chợ tốt Phú Cưng. Ngoài ra thì anh cũng có làm poster phim, một số project tiêu biểu đó là poster series phim Nắng của đạo diễn Nhất Chung và phim Dạ Cổ Hoàng Lan, sự tham gia của diễn viên Hoài Linh và Chí Tào. Hồi nhỏ rất là thích vẽ và không biết động lực nào anh xin vào marketing đó, tại vì không có nhiều cái thông tin nó nói về cái ngành graphic ở Việt Nam cái thời của anh ngày xưa. Tụi anh chỉ xem những cái thông tin của những cái ngành học qua những cái cuốn sổ tay hướng dẫn, cuốn sách rất là dày, nhưng mà bây giờ chắc mấy bạn không không còn gặp nữa cho nên không có nhiều cái tiếp cận đến những cái lĩnh vực sở thích mà mình học đó. Anh học trường marketing ra nhưng mà cảm thấy thời gian thì cần có thêm cái nghề tay trái, tại vì cái công việc của anh nó liên quan tới thiết kế cũng nhiều nhưng mà không phải workload. Thấy mình làm tay ngang hoài thì hỏi hoài thì rất là bất tiện, nên anh quyết tâm đi học một cái khóa ngắn hạn thôi, tới đâu đó khoảng 4 5 tháng gì đó anh cũng chuyển ngành luôn. Đó là một cái lựa chọn là khá là đột ngột, thì anh thấy anh cũng rất là liều liều lĩnh vào thời điểm đó. Sự khác biệt của những người học khóa ngắn hạn và cái khóa dài hạn đó là cái nền tảng và cách tư duy về về hình ảnh rất là khác nhau. Mình phải bù bằng cái sự tự học, đăng ký khóa học mà rất là nhiều, học về nhiếp ảnh, học về vẽ tranh, học về UX UI, có rất là nhiều cái kiến thức mà mình cảm thấy ban đầu nó không liên quan với nhau nhưng mà sau khi mình làm nhiều thời gian thì nó ứng dụng được trong cái công việc của mình. Vì mình có nền tảng rồi thì mình biết sợ keyword nào, mình cảm thấy mình khó khăn chỗ nào thì mình có thể mình tìm hiểu thêm, mình trau dồi thêm kiến thức bằng đó. May mắn là được làm việc ở công ty Galaxy Studio, nhà phát hành phim ở Việt Nam, làm rất là nhiều về về phim ảnh. Phim phim thì có phim nước ngoài và phim Việt. Phim nước ngoài thì họ có những cái hệ thống guideline rất là khắt khe, họ dàn file và cách họ quản lý file rất là chặt chẽ, cũng như những cái thiết kế của họ nó như là một cái ở một cái level hoàn toàn khác luôn. Sau này Disney làm thì nó còn chuẩn hơn, file layer nó rất là chặt, nghĩa là mình không có xử lý gì được trên đó, nó chỉ một cái hình thôi và mình chỉ đặt test lên thôi. Về sáng tạo thì chủ yếu là những cái ấn phẩm khác ngoài cái butterfield như là tờ rơi nè, tờ tới thư mời họp báo và những cái ấn phẩm mà nó phục vụ cho thị trường của mình đó. Ví dụ như phim Marvel thì ở châu Á họ thích ai thì họ sẽ cho người đó to lên chẳng hạn, thì nhiệm vụ của mình nó là mình input về cái idea cho họ. Thứ hai là về cái tên phim, cái tên phim phải Việt hóa ra, thế nào mình để phim Iron Man thế nào thì mình phải dịch cho là người sắt, thì mình sẽ localize lại những cái phần thông tin nó sao cho nó Việt hóa, cho nó phù hợp với ngôn ngữ của mình. Cái ngành nó rất là ngách và nó rất là khó, những cái từ nó sử dụng những cái kỹ thuật không phải là 2D bình thường mà là 3D nữa, và mình phải làm giống giống cái tên gốc của nó, mình gửi qua họ duyệt một lần nữa. Thường ở phim Việt Nam mình sẽ bán diễn viên là chính, nghĩa là phim này sẽ có Trấn Thành, có Hoài Linh nè, thì họ hồi đó thường sẽ có kích thước to hơn, thì đó là như vậy. Nhưng gần đây thì có sự thay đổi nhiều hơn, họ chú trọng hơn về mặt mỹ thuật. Phim poster phim đầu tiên mà anh làm á là phim Dạ Cổ Hoài Lan, thì tôi cảm thấy vừa áp lực mà vừa vui, ai cũng không phải ai cũng có quảng cáo nhưng mà ít nhất là ai cũng có xem phim một lần trong cái thời gian đó, thì mình làm được cái đó thì mình sẽ có những cái sẽ mạnh những cái kỹ năng rất là tốt. Để mà thiết kế một cái poster phim đó, thì trước tiên là tụi anh sẽ có một cái buổi brainstorm, thì mình phải define được, mình phải xác định được là cái phim đó nó muốn thể hiện cái tâm trạng gì và người xem mình vô sẽ có cảm giác gì. Sau đó mình sẽ chọn ra một vài option mà cảm thấy ưng ý nhất, khoảng 5 6 gì đó, rồi mới vẽ sketch lại, người làm phim người ta duyệt ok rồi tụi anh mới nhờ đạo diễn, nhờ nhà sản xuất bất lực tới diễn viên để mà chụp hình. Thì không phải lúc nào mình cũng làm đúng 100% như chat, có nhiều ý tưởng mình pop up ra khi mà mình lên set, chẳng hạn như là một cái poster phim Nắng chẳng hạn, cái khu trang đóng đó. Thì tụi anh lên set thì cảm thấy những biểu cảm giữa hai mẹ con rất dễ thương, sau đó quyết định chọn một cái bâu rất là cận mặt để mà thể hiện mẹ mẹ và con cùng mũi vào nhau, nhìn rất là dễ thương, và cái poster nó khá là thành công về mặt cảm xúc. Từ đó thì về sau thì mọi người cảm thấy anh có khả năng là giao cho anh những cái phim làm những cái poster phim như vậy. Để mà làm được poster phim thì nó rất là nhiều kỹ năng. Thứ nhất là về kỹ năng chuyên môn,
kỹ năng sử dụng tool này, về ánh sáng, về bố cục, những cái thứ mà liên quan về về cách mình sử dụng typography như thế nào. Thứ hai là về giao tiếp, kỹ năng nghe feedback. Một cái poster phim nó phải chịu ảnh hưởng bởi rất là nhiều người ra quyết định trong đó, rất là khó cho mình để mà mình sửa. Mình có thể một cái tác phẩm nào đó có thể thỏa mãn hết tất cả mọi người, giống như một món ăn vậy, không có người chơi ngon, có người thấy dở, thì poster phim nó cũng vậy. Thì cố gắng mình trình bày những cái ý tưởng và cái thuyết phục họ để mà họ tin tưởng đó là một cái idea tốt, không phải lúc nào cũng là một câu chuyện dễ dàng, nhất là với những cái designer mà trẻ và chưa có kinh nghiệm như mình, thì cái tiếng nói cũng không có trọng lượng mấy. Thì cái phần đó là mình rất rất kiên trì lắng nghe. Thứ ba là phần quản lý về timeline, lúc nào mình nên làm cái phần nào trước, ví dụ như những cái phần về material phim này tuần sau ra mắt, còn cái poster phim này ngày mai phải duyệt, thì mình biết phân phối cái workload của mình để mình làm cho phù hợp. Hoặc là những phần nào đơn giản thì mình có thể chủ động mình liên hệ với manager, với lead để mà outsource những cái phần đó. Thì đó là những cái phần quan trọng nhất, khi mà mình không nhận ở phim đâu mà bất kỳ cái vị trí nào nó cũng nên như vậy. Sau Galaxy thì anh làm việc ở Chợ Tốt, trực tiếp tham vào những cái TVC, cái ấn phẩm nó mang lại tiếng vang, rất là nhiều phỏng vấn vào Chợ Tốt. Trong khi mà quay phim đó là trẻ em và động vật là hai thứ mà rất là khó quay. Lúc mà quay nó rất là đa dạng về về giống chó và mèo, thì phải chia thời gian ra, tại vì không chó mèo mà ở chung với nhau hoặc là tụi nó sẽ sủa sầm mất mất thời gian á. Mình phải quay đi quay lại rất là nhiều lần. Một phân cảnh là mình mong muốn nó đi sang trái nhưng mà nó không không đi sang trái, nhưng thích đi sang phải, hoặc là mình khi nó đứng thì nó lại ngồi á. Đến lúc mà động vật nó mệt, ví dụ như những con Alaska hoặc là Husky đó, thời tiết mà quay trong cái không gian kính như vậy, nó màu đồ mồ hôi nó mệt, cứ nằm do thời gian có hạn thì mình cũng cố gắng mình tranh thủ những cái shot đó về mình ghép lại và mình cho nó một cái câu chuyện. Mong quyến rũ, cần người ôm em ngủ, em hứa sẽ không phụ như người yêu cũ đâu. Anh chỉ muốn có một mối quan hệ mập mờ, không phải người yêu, cũng chẳng phải bồ bịch, lại càng không phải là người xa lạ, chỉ đơn giản là Jen và Boss. Đầu tiên là mình cũng phải có cái ý tưởng trong đầu sẵn rồi, nghĩa là anh nói đây sẽ là một cái cuộc trò chuyện kiếm giữa động vật với nhau, tụi nó sẽ chê nhau, trách nhau, hoặc là nó sẽ bless. Con mèo thì nó chỉ thích ngồi thôi, ví dụ như mèo anh không gắn nó vô nó cứ nằm, thì cái lúc mà quay anh phải hờm hờm nghĩ ra rồi, để mình thề mình cắt sao nó thì bây giờ nó về sao sao mình để câu chuyện được. Thì lúc nào mình cũng có cách hết, tại vì thú cưng nó đã dễ thương sẵn rồi, mình chỉ cần đưa những cái ngôn từ phù hợp với cái bối cảnh và cái tâm trạng đó thôi. Ngoài ra thì còn có một số cái TVC về Chợ Tốt nhà ở tập mát là Kiếm Hiệp, thì đó là một trong những cái TVC mà cảm thấy là rất là tâm đắc cho đến thời điểm này. Sau đó thì anh làm thời gian thì anh được chuyển sang Amanot. Thường khi mà anh nhận một công việc hoặc là anh tham gia một công việc nào đó, thì cái việc mà ưu tiên học của anh nó sẽ là mình sẽ phát triển được những cái kỹ năng gì ở đây, những cái đồng nghiệp bên cạnh mình họ có support mình không. Amanot là một công ty Việt Nam, công ty tự bootstrap, tự đi lên mà không cần bất kỳ cái nguồn vốn nào, và rất là nhanh chóng trở thành một trong những cái ông lớn trong cái lĩnh vực game, âm nhạc. Game nó cũng giống như là một cái phim, khi mà mình làm một con game thì mình cũng cần có cái nơi phát hành nó. Thì khi phát hành game thì mình sẽ cần những cái gì, cần những cái material để phục vụ cho việc phát hành nó, quảng bá hình ảnh cho nó. Ví dụ như là game thì nó sẽ cần có trên store, nó sẽ cần có icon này, nó cần có những cái bộ screenshot, hoặc cần có những cái description, cần có những cái video giới thiệu về game. Game thì nó chỉ tập trung chủ yếu về cái gameplay thôi, có nghĩa là cái game đó anh chơi như thế nào, người dùng tương tác như thế nào, thì những cái rate thì mình làm sẽ nhấn mạnh vào phần đó. Có những cái season nào lớn như là Giáng sinh hoặc là về Halloween chẳng hạn, thì mình sẽ có những cái material là phục vụ cho cái đó. Đó là một quá trình A/B test liên tục. Ví dụ như trong thời điểm mình xem những cái performance của những cái rate đó mà nó thấp, thì mình sẽ cần có những cái rate mới để mình thay vào. Thì cái do cái quá trình nó khá là khắc nghiệt như vậy, nên cái lúc nào nó cũng cần rất là nhiều rate để mà nuôi dưỡng một cái con game chạy liên tục như vậy. Trong thời gian 2 năm qua thì anh cảm thấy là cái công việc mà mình đã học, những cái việc mình cần học thì mình đã học rồi, và cũng như là mình cần thêm một những cái môi trường mới để mà mình làm những công việc nó liên quan nhiều hơn về 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 graphic, cũng như là làm trong thời gian game một cái lĩnh vực mình lâu quá thì nó cũng ít thử thách, thì mình muốn tìm kiếm những cơ hội mình thử thách nó tốt hơn. Nếu mà mình không có trau dồi kỹ năng liên tục đó, thì rất là dễ bị thị trường bỏ rơi như vậy. Thì các bạn trẻ bây giờ ra trường rất là giỏi nữa, mình cảm thấy mình mình phải thay đổi liên tục, nếu không là mình sẽ bị phỏng vấn các bạn nó qua mặt. Mình là một người chuyển nghề á, mình đổi từ một cái nghề khác sang, mình sẽ có những cái insight đó, từ
cái người học chứ không phải là một insight từ cái người giảng viên, nên sẽ có những cách mình hướng dẫn, mình chia sẻ nó gần gũi hơn, truyền đạt những cái gì mà mình kiến thức quý báu cho họ để mà họ tiết kiệm được thời gian nhanh nhất có thể là phát triển. Nhiều khi một cái ấn phẩm nó không cần ấn tượng mà nó chỉ cần người ta đọc được là được, thì thỉnh thoảng thì học sinh nó làm những cái nó sẽ chèn những cái mã QR code, nhưng mà cái đoạn đường nó khi mà em treo đó thì cái người mà đi ngang đường chỉ ngang qua thôi, chả có bao giờ có ai đứng dừng lại ở cột điện mà họ scan QR code mà họ có thời gian họ không ghé hết được. Thì tùy cái vị trí mà mình làm thì cái địa điểm nữa thì nó phụ thuộc rất là nhiều yếu tố để mình đưa một thông điệp, không phải lúc nào nó cũng cần phải sáng tạo và mới đẹp, không, quan trọng nó thể hiện được đúng cái mục đích của nó là được. Ví dụ như tiệm hớt tóc thì chỉ cần đơn giản ghi là tiệm hớt tóc, không cần phải vẽ cái hình quá lá hẹ gì hết, vì người ta chỉ cần biết như vậy thôi. Thường thì học viên nó sẽ đặt cái suy nghĩ của mình quá nhiều, cái tôi của mình quá nhiều vào cái đó mà mình quên đi cái giải pháp. Thứ nhất là mình phải hiểu bản chất của thiết kế, nó không phải là nghệ thuật. Ví dụ như graphic design không phải là nghệ thuật, nó là bán nghệ thuật. Thì nếu mà về artist, về những người mà vẽ, nó như là về vẽ tranh minh họa chẳng hạn, tìm kiếm đến nào rồi họ thấy cái style đó phù hợp với họ thì họ ok, nếu mà anh làm thì anh sẽ làm style của tôi sẽ như vậy như vậy như vậy, thì cái câu chuyện nó sẽ dễ chấp nhận hơn là khi mà anh làm việc với một graphic design. Thường graphic design rất là khó có một cái style riêng nha, tại vì như anh nói nó phụ thuộc rất nhiều vào khách hàng, cách mình giao tiếp. Tôi biết là em sẽ bán cái gì, à, anh muốn cần cái gì. Thì thật ra anh thấy cũng nhiều các bạn cãi với khách hàng để lại anh bảo vệ quan điểm của mình một cách thái quá, thì họ là người trả tiền mà họ họ có quyền có ý kiến đúng không, mình chỉ là người thực hiện giùm họ thôi. Thì đó là một cái sự trao đổi giữa hai bên thôi, để thống nhất đưa đến một cái quan trọng cuối cùng, kết quả cuối cùng như thế nào. Sau đó khi mà đã làm áp lực rồi, mình cảm thấy mình bỏ đầu tư thời gian rất nhiều, khách hàng nó lại không hài lòng, họ feedback mình, thì có nhiều người không phải lúc nào họ cũng feedback kiểu nó giảm nó tránh, nó rất là thẳng thắn như vậy. Quan trọng là mình phải có cái thái độ rất là tích cực về những cái feedback đó, mình cảm thấy à đó chỉ là một phần công việc, mình làm tốt cái công việc của mình qua đêm mình ngủ, đừng có để bụng nhiều quá thì sẽ bị ảnh hưởng rất là chết. Cho nên để mà cân bằng được là phải trải qua khoảng ba hai ba năm mình có tiếng nói hơn trong những cái tác phẩm của mình, thì họ sẽ dễ nghe em, dễ lắng nghe em hơn, dễ thuyết phục hơn. Thực ra thì anh cũng bị vài lần rồi mà cứ bị hoài, thì mình thay đổi cái mindset thôi. Đó là một cái bài học xương máu mình cảm thấy rất là giá trị. Đừng để bụng gì hết, bỏ qua, ăn nói gì cũng kệ. Tụi anh hay nói vui với nhau á là sau này có kinh nghiệm là đi làm đi train AI hết, còn xu nhờ ra là thất nghiệp hết. AI mà để train được thì nó cũng rất là nhiều data của người, nhưng mà cái hiện tại bây giờ thì so với cái style mình mong muốn nó còn có khoảng cách tương đối. À, nói với một ví dụ như Midjourney không bao giờ vẽ được một cái bàn tay mà nó chỉnh chu được để tận dụng nó để vẽ, không thể, tại vì nó có một cái gì đó nó khi mà mình làm nghề lâu năm em nhìn vào em sẽ cảm thấy nó rất là đặc trưng của AI, nó không thể nào mà đúng ý 100% mong muốn là sẽ phải hy sinh cái phần này phần kia, hoặc là mình phải chỉnh sửa rất là nhiều để mà ra được một tác phẩm mong muốn. Nếu mà tận dụng tốt thì nó sẽ là một cái tăng cái hiệu suất mình lên rất là nhiều lần. Cái mission này nó sẽ có những cái lợi thế, nó có thể là một cái nguồn để mà giúp mình tham khảo lúc mình lên ý tưởng nhanh. Tiếp nữa là mình có thể tức nhận nó trong game đi, tham khảo về layout, tham khảo về bố cục, thì những cái element như vậy rất là nhanh. Thì không những AI về hình ảnh thôi, AI về 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 ChatGPT chẳng hạn, hoặc là những cái công cụ nó có thể nâng hiệu suất của mình, thì như là Notion, như là Quicken chẳng hạn, như vậy thì những cái công cụ nó theo dõi hiệu suất hoặc là giúp mình làm việc nó tốt hơn, thì nghĩ AI nó rất là tốt, nó giúp mình chủ động hơn trong công việc.